Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng xe đạp thể thao khác nhau, đa dạng về thương hiệu cũng như giá tiền và chất lượng. Chính vì vậy việc lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp vừa ý, nhưng giá cả phải chăng không phải điều dễ dàng. Hiểu được điều này, Xe Đạp Xanh sẽ giới thiệu cho các bạn tổng hợp những mẫu xe đạp thể thao chất lượng giá dưới 12 triệu. Trong bài viết dưới đây để các bạn sẽ có thêm thông tin từ đó dễ dàng lựa chọn cho mình một chiến hữu đắc lực. Dòng xe đạp thể thao Giant Escape. Dòng Giant Escape là dòng xe đạp thể thao phổ biến cho mục đích sử dụng hàng ngày và là một chiếc xe đạp dẫn đầu xu hướng đạp xe trong thành phố hiện nay. Dòng xe đạp thể thao Escape 3 2021. Xe đạp đường phố Escape 3 2021 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai thích đạp xe thể thao thể dục hàng ngày hay khám phá thành phố vào mỗi buổi sáng sớm khi cuối tuần. Xe được trang bị bộ truyền động Tony cao cấp từ hãng Shimano hàng đầu Nhật Bản. Với khả năng hoạt động trơn tru và êm ái, yên xe Giant Sport Comfort với độ rộng vừa phải mang lại độ thoải mái dễ chịu cho người sử dụng. Về dòng xe đạp thể thao Escape 3 City 2021, dòng xe đạp thể thao Giant Escape 3 City 2021 được trang bị bộ truyền động Shimano Tony, giống như dòng Escape 3 2021. Tuy nhiên, dòng xe này được trang bị thêm cho người dùng ba ga chắn bùn, giúp người dùng có thể chở vật dụng vượt đường dài hoặc di chuyển vào mùa mưa không lo bị vẩn bùn lên quần áo. Dòng xe đạp thể thao Escape 2 Disc 2021 sở hữu khung sườn được làm bằng nhôm Aluxis giúp đảm bảo cho dòng xe đạp Escape 2 Disc 2021 có độ bền cao nhưng vẫn giữ được trọng lượng siêu nhẹ. Thêm vào đó là sự rộng rãi của khung sườn thuận tiện cho người sử dụng trang bị nhiều túi treo hoặc mang theo nhiều hành lý. Dòng xe đạp thể thao Escape 2 City Disc 2021. Giant Escape 2 City Disc 2021 vừa được ra mắt thị trường xe đạp tại Việt Nam đã liên tục cháy hàng. Với thiết kế bắt mắt cùng với bộ truyền động Shimano phù hợp địa hình Việt Nam, đây là dòng xe hot nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. 2. Dòng xe đạp thể thao Leap. Dòng xe đạp đường phố Elite 3 2021. Dòng xe đạp Elite 3 cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi mong muốn của bạn. Với mức giá phải chăng, thiết kế thời trang và độ bền cao, Elite 3 là dòng xe phổ biến nhất cho mục đích sử dụng hàng ngày. Dòng xe đạp đường phố Elite 2DD 2021. Xe đạp thể thao Giant Leap Elite 2DD là mẫu xe dành cho nữ với thiết kế cao cấp. Kiểu dáng thanh mảnh được rất nhiều người ưa chuộng bởi màu sắc năng động không kém phần duyên dáng khi chữ Leap được sơn màu hồng. 3. Dòng xe đạp thể thao Momentum. Dòng xe đạp thể thao Momentum Inisheet. Xe đạp thể thao Momentum Inisheet là một trong những mẫu xe đạp thể thao đang rất được ưa chuộng bởi kiểu dáng và màu sắc. Sản phẩm có những ưu điểm vượt trội sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị khi sử dụng. Dòng xe đạp thể thao Momentum Inisheet 26. Mẫu Momentum Inisheet 26 mới nhất với kiểu dáng thanh lịch nhẹ nhàng, phù hợp với chị em có nhu cầu di chuyển trong thành phố, đi làm, đi chợ, đi chơi, khá phù hợp với nhu cầu mua sắm của nhiều gia đình. 4. Dòng xe đạp thể thao Giant ATX. Dòng xe đạp thể thao ATX 26 2021. Xe đạp địa hình ATX 26 2021 với giá cả hợp lý cùng cấu hình đáp ứng đủ cho các nhu cầu thể thao thông thường. Hệ thống giảm xóc trước trông rất thể thao nhưng cũng rất an toàn và ổn định. Những đoạn đường xóc hay gồ ghề không là vấn đề với xe đạp ATX 26. Xe đạp thể thao ATX 3 Disc 27. Xe đạp địa hình ATX 27.5 là mẫu cực kỳ mới mà Giant vừa ra mắt vào năm nay. Mẫu xe ATX này đã có nhiều cải tiến về cấu hình thiết kế cùng màu sắc. Xe đạp ATX 27.5 sử dụng bộ truyền động Shimano Tony giúp xe có thể đáp ứng được hầu hết các con đường gồ ghề. Xe đạp thể thao ATX 3 Disc 27.5. Xe đạp thể thao ATX 3 27.5 phanh đĩa 2020 bạn sống khỏe. Chiếc xe đạp địa hình ATX 3 Disc là sự lựa chọn mà rất nhiều người dùng mong muốn sở hữu. Khung nhôm nhẹ mà bền cùng với khung sườn hình học đặt người lái ở vị trí cân bằng hiệu quả mang lại cho người lại sự ổn định trên những con đường bằng phẳng hoặc đường mòn gồ ghề.